Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn cùng Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến thăm, chia buồn với gia đình các nạn nhân ở Quảng Ngãi bị tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hôm qua tại Quảng Nam. Đoàn đã đến viếng các nạn nhân bị tử vong ở xã Nghĩa An, Nghĩa Phú, Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi và xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn đề nghị địa phương tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ các gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 3 giờ 41 phút hôm qua tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường DT129 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Xe ô tô khách mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Ngãi, trên xe có 21 người đang trên đường từ tỉnh Quảng Ngãi đi Đà Nẵng khám bệnh đã va chạm với xe đầu kéo. Vụ tai nạn đã làm 8 người tử vong, 13 người bị thương. Đến sáng nay có thêm 2 nạn nhân không qua khỏi. Như vậy, đến nay vụ tai nạn làm 10 người tử vong và 11 người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Sáng nay, công ty Chính Nghĩa đã cử đoàn công tác đến thăm 10 gia đình là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại tỉnh Quảng Nam. Đại diện công ty Chính Nghĩa đã trao số tiền 2 triệu đồng hỗ trợ cho người thân của mỗi gia đình nạn nhân có người thân bị tử vong trong vụ tai nạn, động viên gia đình vượt qua khó khăn, mất mát.